Xin cảm ơn, xin chào tất cả các bác và các anh chị nhé. Đó, hàng hôm nay rất nhiều hàng luôn các bác nhá, rất nhiều hàng luôn, phục vụ quý cô bác và các anh các chị. Đó, đó, hàng về rất nhiều luôn. Áo mưa đi trời rét trời mưa này, rồi là bấm móng đúc này, rồi là máy quên ấm siêu tốc này, rất nhiều mẫu hàng để phục vụ quý cô bác và các anh các chị. Bác nào có nhu cầu mua sắm thì liên hệ với shop qua các số hotline trên màn hình, kết bạn Zalo của hình ảnh hoặc gọi điện trực tiếp cho bên em nhé. Nhân viên bên em tư vấn và chốt đơn cho các bác nhé. Các cái số hotline bên em đây, anh chị em nào có nhu cầu mua sắm thì liên hệ với shop qua các cái số hotline trên màn hình nhá, hoặc là kết bạn Zalo gửi hình ảnh thì bên em sẽ tư vấn cho các bác nha. Bác nào lần đầu ghé qua kênh thì cho em xin một nút like, một nút chia sẻ cũng như nhấn chuông đăng ký để tiếp nhận những cái video mới bên shop em cập nhật về những cái mẫu hàng mới để phục vụ quý cô bác và các anh các chị. Đó, cũng như thường lệ đây, hàng thì rất nhiều luôn. Đầu tiên thì em đi giới thiệu cho các bác cái dòng cái chai nước tẩy trắng này của Nhật này các bác này. Dung tích của nó là 200ml. Đó, thì cái này thì các bác tẩy được cả quần áo trắng, cả quần áo màu luôn. Cả quần áo trắng lẫn quần áo màu, đầy đầy cả trắng cả màu luôn. Thì cái này nó, cái tẩy này của nó tẩy rất sạch mà nó không có mùi. Nó không có mùi nha bác nhá, nó không có mùi. Nên các bác tẩy quần áo nó rất là hiệu quả, lấm mốc rồi ố vàng đều được hết luôn. Đó, cả trắng lẫn màu. Thì các bác lên mã cho em là chai tẩy trắng. Tẩy trắng là 40k cho một cái chai tẩy trắng này nhá. Các bác lên mã cho em tẩy trắng 40k. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái băng keo trong bên em. Cái này thì các bác dùng để dán dây điện, dây đóm, sửa chữa điện đóm này thì rất là dai luôn. Bên em bán 30k cho một cái cuộn băng keo trong như này, 30k cho một cuộn băng keo trong. Các bác lên mã cho em băng keo trong 30k. Tiếp theo đó thì hôm nay em lại về cái miếng dán giải cứu này. Một cái miếng dán giải cứu. Trong một cái hộp này nó sẽ gồm 12 miếng. Đó, thì cái này nó hàng của Nhật, nó sẽ chiết xuất những cái dược liệu, những cái dược liệu nhá, toàn là dược liệu thiên nhiên thôi. Nó sẽ làm tan những cái, như kiểu các bác những cái vết thương bị đau, bị rát này hoặc bị bầm sưng tấy thì bác dán cái này lên giúp em thì nó sẽ giảm đau nhức này, giảm sưng tấy này. Đó, miếng dán giải cứu trong một hộp này gồm 12 miếng nhá, 12 miếng. Cái này nó siêu nóng luôn. Nó siêu nóng luôn nhá, nó không như cái dòng salon bath đâu bác ạ. Nó siêu nóng luôn. Các bác dán đầu tiên thì nó bình thường, bắt đầu nó ngấm là nó sẽ nóng mà nó sẽ tan hết những cái vết bầm, vết thương rồi những đau mỏi vai gáy, thì các bác dán để các bác thư giãn nhá. Bên em sẽ lên mã cho bác là dán giải cứu. Dán giải cứu này. Dán giải cứu này. 30k cho một miếng dán giải cứu, 30k cho một hộp gồm 12 miếng. 30k cho một hộp miếng dán giải cứu gồm 12 miếng nhá. 12 miếng cho một hộp như này nha các bác nhá. 12 miếng cho một hộp nhá. Tiếp theo đó thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái tinh dầu, cái máy đuổi muỗi này. Máy đuổi muỗi 2 trong 1, đuổi muỗi bắt muỗi. Đó, cái này nó của thương hiệu Hacker nha các bác nhá. Thì 2 trong 1 tức là trong này nó sẽ gồm một máy đuổi muỗi và một lọ tinh dầu rồi. Một máy đuổi muỗi và một lọ tinh dầu. Cái này các bác sử dụng trong vòng. Đấy. Mua đây, một bộ của nó sẽ kèm một tinh dầu và một máy đuổi muỗi, thì các bác sẽ tháo lắp này ra và lắp vào cái máy này và bật công tắc lên cắm điện vào thôi. Đấy, thì nếu mà các bác có điều kiện thì các bác cắm cả ngày lẫn đêm. Còn nếu mà các bác là tiết kiệm thì các bác cứ tầm 4-5 giờ chiều các bác bật lên, và khi nào đi ngủ thì các bác tắt đi. Thì con muỗi nó sẽ dị ứng cái mùi này và nó sẽ say, nó chết hoặc là nó bỏ đi. Cái này là tinh dầu bạc hà nhá. Một lọ này các bác sẽ dùng trong vòng 480 giờ. Đấy, 480 giờ. Thì nếu mà các bác có điều kiện thì mình cứ bật cả ngày. Còn nếu không có điều kiện thì các bác bật buổi tối thôi. Và em có bán kèm tinh dầu nếu mà bác nào có nhu cầu mua thêm để mình dùng dần. Nếu combo như này là 80.000 một bộ này, 80k một bộ. Nhưng mà các bác nào có nhu cầu mua thêm tinh dầu, lọ tinh dầu thì em bán 40.000. Đấy, 40.000 một lọ tinh dầu, còn combo như này 80.000. Đây, em bán thêm tinh dầu để phục vụ quý cô bác và anh các chị nhá. Tiếp theo đó thì em lại giới thiệu cho bác cái hộp gen con nhiệt này. Gen con nhiệt cái này 328 đầu, xanh đỏ tím vàng, to bé lẫn lộn, nó phù hợp với những cái loại dây điện. Thì cái này các bác cần sửa chữa điện đóm thì các bác chỉ cần luồn vào là các bác đốt, nó tự động co lại, nó rất là chắc nhá, rất là chắc, rất là dai luôn, mà nó rất là đẹp luôn. Nó rất là phù hợp, ví dụ dây điện màu xanh, màu đỏ hay như nào đấy thì nó phù hợp với màu.
Nó không như các bác quấn những cái giấy bóng mà thời gian là nó sẽ bong ra nhá. Nhưng cái này thì nó co luôn, bám chặt luôn vào dây điện luôn nên rất là an toàn. Đấy, rất là an toàn. Thì bên em lên mã, các bác lên mã cho em là gen co nhiệt 60k cho một gen co nhiệt. Bình thường em đang bán là 120k đấy. Hôm nay còn ít thanh lý nốt 60k cho bác một hộp gen co nhiệt gồm 328 đầu. 328 đầu mà có 60k thôi nhá các bác nhá. 60k thôi, 60k cho một hộp gen co nhiệt này nhá. 60k cho một gen co nhiệt. Tiếp theo đó thì em lại giới thiệu cho các bác cái vật vật muỗi. Và cái này nó là vật gấp. Vật gấp nó siêu nhỏ nhá. Nhỏ nhắn xinh xắn này, dùng rất là tiện lợi luôn. Đấy, thì các bác dùng thì các bác đẩy lẫy này ra giúp em này. Đấy, cái màng của nó này. Đấy, nó nhỏ gọn nhưng cái màng này nó vẫn to, nó đủ độ để cho các bác vật muỗi này. Đó, đây, rất là tiện lợi luôn nhá. Có dây đeo các bác dùng xong thì có treo lên. Đó, đây có công tắc này, có đèn này. Đấy, dùng thì các bác đẩy cái lẫy này lên. Đấy, nó có cả cái hệ thống bắt muỗi luôn. Đấy, khi mà đèn nó sáng như này là muỗi nó vào nó bắt muỗi, các bác có thể dùng để làm đèn ngủ luôn. Tối làm đèn ngủ và bắt muỗi. Và lưu ý các bác một điều là khi mà các bác dùng cái chế độ này thì các bác phải cắm sạc liên tục cho em. Cắm sạc liên tục, cái này như là máy nó đang hoạt động nhá. Chứ còn nếu mà các bác sạc đầy mà cứ dùng chế độ nó chỉ được một vài tiếng thôi. Còn bác dùng cái chế độ bắt muỗi với đuổi muỗi như này thì các bác phải liên tục các bác cắm sạc giúp em nhá. Đó, rất là tiện lợi luôn. Vật bắt muỗi các bác lên mã cho em là vật gấp nhá. Đấy, dùng xong thì các bác có thể gấp gọn như này để gọn lên giường hoặc treo nó lên, rất là tiện lợi luôn. Rất là tiện lợi luôn, bắt muỗi nó siêu nhạy luôn nha các bác nhá. Thì các bác lên mã cho em là vật gấp. Vật gấp bên em 150k và bao ship cho các bác. 150k cho một cái vật muỗi gấp này nhá. 150k và bao ship luôn nhá. Bao ship cho các bác vật gấp nhá. Lên mã cho em vật gấp 150k. Và tiếp theo thì hôm nay lại về thêm cái lô trà hũ đựng gia vị, một canh mì chính đây, xì một canh xì dầu nước mắm. Cái này thì nó rất là đơn giản, nó rất là tiện lợi luôn các bác ạ. Cái này thì nó sẽ là một cái hũ như này, nó là chất liệu là thủy tinh nên là các bác đựng thì nó vô cùng là an toàn, vô cùng là an toàn nhá. Đó, vô cùng là an toàn. Thì nó sẽ gồm một nắp một thìa như này, nắp thìa nó sẽ dính kèm vào như này và các bác đậy như này, nó rất là chặt luôn. Đấy, một canh mì chính nó không bị hả hơi, không bị chảy nước. Đấy, mà nó là thủy tinh nhưng rất là bền. Đấy, các bác lấy thì các bác mở nắp và đậy ra, xúc ra nó rất nhẹ nhàng, đơn giản thôi. Đấy, nó vừa, cái này vừa cho một gói bột canh nhá. Mì chính rồi hạt nêm, đường, muối, các thứ thì nó rất là tiện lợi luôn các bác. Nó rất là tiện lợi luôn các bác nhá, nên là các bác dùng nó ok. Đó, thì bên em bán là 30k cho một cái lọ đựng gia vị này. 30k cho một cái lọ đựng gia vị này. Các bác mua 5 lọ thì bao ship. 5 lọ thì bên em bao ship nhá. 5 lọ thì bên em sẽ bao ship cho các bác. 5 lọ thì sẽ bao ship nhá. 5 lọ sẽ vào ship cho các bác. Rồi tiếp theo thì em lại giới thiệu cho các bác cái bấm móng tay của Đức này. Bấm móng tay của Đức. Bấm móng tay của Đức nhá. Hàng Nguyên Linh của Đức này. Em xem lại rồi, đây là cái này. Hàng Nguyên Linh của Đức nhá. Hàng Nguyên Linh của Đức này. Đó, thương hiệu hai hình người của Đức. Đó. Thì cái này các bác dùng thì nó vô cùng chất lượng luôn, nó đựng trong một cái hộp nhôm như này rất là xịn sò. Đó, nó sẽ gồm bấm này, các bác để ý này. Đấy, nó sẽ gồm 3 bấm. Bấm to, bấm nhỏ, rồi là người lớn thì các bác dùng cái to, còn trẻ con thì bác dùng cái nhỏ. Cái này đầu của nó trên này nó sẽ có cả cái rũa để các bác mài móng này. Đó, rất là tiện lợi, cái này vô cùng chắc chắn luôn. Các bác dùng thì không phải no về hỏng hóc rồi. Cái này bấm thì siêu ngon luôn, hàng quá chắc chắn luôn nhá. Đấy, một bộ gồm 3 cái như này, đựng trong cái hộp nhôm như này. Thì bên em bán với cái giá là 150k. 150k và bao ship cho các bác cái bấm móng tay của Đức này. 150k, bình thường là em đang bán là 220k đấy. Còn ít hôm nay thanh lý nốt. Hôm nay thì em thanh lý cho bác là 150k bao ship các bác ạ. Hôm nay thì đã là mùng 1 tháng 12 rồi, chỉ còn vài ngày nữa, còn có 29 ngày nữa là Tết thôi. Nên còn cái gì là em thanh lý giá tốt cho các bác nhá. Dọn kho thanh lý nốt để nghỉ Tết cho nó, ăn Tết cho nó ngon. Đó, 220k thanh lý cho các bác, 150k và bao ship cho các bác nhá. 150k và bao ship cho các bác. 150k và bao ship cho các bác cái sản phẩm này. Tiếp theo đó thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác cái kem đánh răng, hàng của Nhật với của Hàn nhá. Hàng của Nhật với của Hàn. Đấy, hàng của Nhật và của Hàn. Hàng của Nhật này là đây, dù trọng lượng của nó là 170g. Con này thì nó đánh răng với nó có cái là đánh là chống ê buốt này, sưng lợi này, rồi là trắng răng này. Đó, bên em bán là 80k. 80k cho một lọ kem đánh răng của Nhật, 80k cho một lọ của Nhật, 100k nhá, bán chúng còn 80k. Tiếp theo bên cạnh cái dòng của Nhật thì em có cái lọ của Hàn. Của Hàn Quốc này, Hàn Quốc này. Đó, cái này nó chất liệu là than tre này. Chất liệu là than tre và nó đánh thì nó cũng chống nhiệt miệng, trắng răng này, rồi viêm lợi này.
Đó, bên em bán là 80k, hôm nay thanh lý cho các bác còn 60k. 60k cho một cái nọ đánh răng, kem đánh răng của Nhật. À của Hàn, của Nhật là 80k nha các bác nhá. Lên mã cho nó chuẩn, không để đến lúc lại bảo không đúng giá thì nó rất là phiền phức ra. Tiếp theo thì hôm nay giới thiệu cho các bác cái áo đi mưa này. Cái này vừa đi mưa vừa đi rét luôn. Đấy, với cái thời tiết miền Bắc như này thì các bác mặc cái này quá phù hợp luôn nhá. Đó, bên trong nó có một lớp lỉnh như này. Đấy, trong nó có một lớp lỉnh như này. Quá rất là, hàng nó rất là to. Hàng nó to nên các bác có thể mặc ngoài áo khoác của mình cũng được. Ngoài áo khoác của mình cũng được nha. Nó có mũ đàng hoàng này. Đấy, thì các bác mặc ngoài áo khoác của mình thì có mặc con này nó rất là ấm luôn, vừa chống mưa vừa chống rét luôn, vừa chống mưa vừa chống rét vừa chống bụi bặm đấy. Các bác ra đường thì các bác khoác con này vào là xong, về thì cởi ra là xong, không bị bẩn áo nhá. Ví dụ những cái áo khoác của mình, áo lông vũ lông viếc mà ra đường bụi bặm bẩn thỉu thì về giặt nó rất là mất công, thì các bác khoác cái này bên ngoài vừa chống được rét vừa chống được mưa đấy. Với cái thời tiết của miền Bắc này rất là đang rét và chuẩn bị tới là có mưa phùn thì các bác mặc con này giúp em. Giá thì rất là hợp lý, có 150k thôi, 150k cho một cái áo mưa. Các bác lên mã cho em áo mưa đang bán 160.000 nhá. Thanh lý cho bác còn mấy cái 150.000, thanh lý nốt nhá. 150.000 cho các bác một cái áo mưa 150k, 150k áo mưa. Tiếp theo đó thì em lại giới thiệu cho các bác ấm siêu tốc, em còn một ít ấm siêu tốc Hikari, hàng của Nhật luôn nhá. Đó, dung tích của nó là 2 lít 3, công suất là 1.500W, 1.500W, và điện thì là điện sử dụng điện 220V, vì hàng đấy là hàng Nhật xuất, xuất đi các nước lên là điện nó sử dụng điện 220 thì phù hợp với điện của Việt Nam chúng ta. Đó, con này là công dung tích của nó là 2 lít 3 nha các bác nhé, 2 lít 3. 2 lít 3 cho một cái ấm siêu tốc này. Chất liệu của nó là inox, chất liệu của inox nha các bác nhá, inox nhá. Và ngoài nó có bọc thêm một cái lớp nhựa nữa. Ngoài nó có bọc thêm một cái lớp nhựa như này. Nhựa như này để các bác chịu nhiệt này, chống rò rỉ điện rồi chịu nhiệt này, rất là tiện lợi nhá. Bên trong của nó là inox nhá, inox sáng bóng như này luôn, inox 304 sáng bóng nên dùng rất là an toàn và hiệu quả luôn nhá các bác nhá. Đó, công tắc thì các bác sẽ là bật công tắc ở đây nên nó bền, nó không như cái dạng công tắc ở đít này luôn nhá. Đó, Hikari, hàng của Nhật luôn, chính hãng của Nhật luôn. Đó, hàng này có tem bảo hành. Tem bảo hành nhá, hàng này hàng có tem bảo hành, phiếu bảo hành nhá. Hàng chuẩn nhá, hàng chuẩn, hàng xuất nhá, hàng chuẩn, tem bảo hành này. Nên các bác dùng yên tâm, em sẽ bảo hành cho các bác trong vòng 2 tháng đầu tiên. Có vấn đề gì do nhà sản xuất, lỗi do nhà sản xuất thì bên em sẽ đổi trả cho các bác nhá. Đấy, nhưng mà các bác muốn đổi trả thì các bác phải gửi về để bên em kiểm tra xem có đúng do lỗi sản xuất không, hay là do các bác dùng thì bên em mới đổi trả nhá. Đấy, tất cả những cái dòng sản phẩm bên em lỗi thì bên em sẽ đổi trả, nhưng với điều kiện là các bác phải gửi hàng về để chúng em kiểm tra xem nó có chuẩn do lỗi nhà sản xuất không, chứ không 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 đổi trả cái kiểu là các bác báo hỏng đâu. Mà có những cái sản phẩm thì em chỉ đổi trả trong vòng 1 tháng thôi, chứ các bác dùng vài 3 tháng rồi hỏng thì bên em sẽ không đổi trả nhá, không đổi trả cho các bác đâu ạ. Nên là các bác lưu ý một điều như thế. Tiếp theo đó thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái keo dán tôn, keo dán tôn bên em. Keo dán tôn bên em thì nó đây, các bác quan sát này, nó sẽ chịu được cái nhiệt độ từ 4 trên 40 độ C này, trên 40 độ C với lại đến 110 độ C. Đó, cái này nó dính vô cùng chắc chắn luôn nha các bác nhá. Của nó bản của nó là bản 10 phân. Đấy thì các bác sẽ dùng để keo dán dán những cái miếng tôn mình lâu dùng lâu ngày nó bị giò gì các thứ đấy. Đấy thì các bác sẽ dùng con này giúp em. Con này nó rất là tiện lợi luôn nhá. Đấy, của nó là bên em thì đang bán là 80k, nhưng hôm nay em sẽ bán cho các bác là 50k. 50k và các bác lấy 3 quận thì bên em ship. 3 quận thì bên em sẽ bao ship nhá. 3 quận thì bao ship, 3 quận thì bao ship nhá. Bao ship đấy. Đấy, tạo điều kiện cho các bác nha, 3 quận bao ship, bán cái giờ này thì cũng không là lãi lời gì mấy đâu. Bán hàng gọi thu hồi vốn để tổng kết cuối năm thôi. Đấy, 50k cho một quận keo dán tôn, 50k cho một quận keo dán tôn. Các bác dán cái này vô cùng chắc và các bác chữa những cái lỗi lầm của những cái tôn nó bị thủng bị rách thì ok luôn nha. Các bác lên mã cho em keo dán tôn 50k. 50k cho một lọ keo dán tôn. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho các bác cái vòng trầm này, cái vòng trầm bên em này. Đấy, vòng trầm nhá, rất là thơm nhá, các bác đeo vào rất là đẹp luôn và có thể làm quà biếu tặng được luôn. Bên em bán giá là 50k cho một cái vòng trầm này, không bao gồm ship nhá. 50k cho một cái vòng trầm, 50k cho một cái vòng trầm nhá, các bác lên mã cho em. Rồi tiếp theo thì các bác lên mã cho em là bóng tròn. Cái bóng này nó là dạng bóng tĩnh điện nhá các bác nhá. Nó có chiều ngang là 9,5, chiều dài là 16,5. 16,5. Và con này thì nó tích điện. Đấy các bác mất điện mất đóm, các bác sử dụng con này. Bình thường thì đây nó có dây sạc đi kèm như này. Dây sạc đi kèm nhá. Và các bác cắm vào củ nguồn điện thoại nhà mình để sạc cho nó đầy điện điện đấy nhá. Bên em là bán cái bóng tròn này là. Bóng tròn bên em sẽ bán giá 100k và bao ship, 100k bao ship cho các bác cái dòng bóng điện tròn này nhá. Đó. Đấy, hàng thì còn rất nhiều nhưng mà thôi em xin phép dừng video tại đây thôi.
Đấy, hôm nay em giới thiệu sơ qua cho các bác một số mặt hàng bên em đang phân phối và báo giá cụ thể cho các bác. Đấy, mọi nhu cầu mua sắm thì anh chị em cứ liên hệ với shop qua các cái số hotline trên màn hình, kết bạn Zalo, gửi hình ảnh và gọi điện trực tiếp cho bên em nhé. Nhân viên bên em tư vấn và chốt đơn cho các bác. Đấy, quyền lợi của bác là nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Các bác không nhận hàng, không kiểm tra hàng, nếu mà nó có vấn đề gì trục trặc hay lỗi lầm thì bên em sẽ không đổ trả đâu. Đấy, nên là các bác phải nhận hàng, kiểm tra hàng xem có đúng hàng mình đặt không nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.